Và mỗi dịp Giáng sinh thì ông già Noel lại đánh cỗ xe tuần lộc đi phát quà cho trẻ em. Thế nhưng trong thời đại 4.0 này thì cách phát quà cũng được áp dụng công nghệ cao. Tại Helsinki ở Phần Lan thì những robot giao hàng được xem là trợ lý của ông già Noel đang cần mẫn vận chuyển quà dịp Giáng sinh này. Robot giao hàng này chạy bằng điện đi trên những con phố đầy tuyết ở Helsinki với đôi mắt nhấp nháy và vẻ ngoài ngộ nghĩnh khiến cho người dân vô cùng thích thú. Những trợ lý của ông già Noel tỏ ra cực kỳ hữu ích trong bối cảnh tuyết rơi dày đặc tại đất nước Bắc Âu này. Dù thách thức hậu cần còn nhiều, ví dụ như để chuyển quà đến tay của khách hàng thì robot có thể gặp phải những yếu tố trở ngại như là tắc nghẽn giao thông và những vấn đề trên đường. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là giải pháp đầy hứa hẹn trong ngành vận chuyển và giao hàng. Những thợ làm bánh chuyên nghiệp tại Pháp đã chung tay hô biến nhiều loại bánh thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong dịp lễ Giáng sinh của năm nay. Được bầu chọn là những người thợ làm bánh xuất sắc tại Pháp của năm nay, các thợ làm bánh đã sử dụng nhiều nguyên liệu quý hiếm tổng hợp từ nhiều nước trên thế giới để làm nên những chiếc bánh kỳ công. Các loại bánh cũng mang trong mình những chủ đề và hình ảnh riêng, ví dụ như là bông tuyết để góp phần tạo nên không khí tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh.